Chào mừng các bạn đã đến với channel. Có thể bạn chưa biết, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá về loài lợn sát thủ hay còn gọi là lợn châu, một trong số những loài động vật hung hãn nhất lịch sử trái đất nhé. Mời các bạn cùng chú ý đón xem. Lợn châu hay còn gọi là lợn sát thủ có tên khoa học Entelodon là một họ lợn đã tuyệt chủng từ thời kỳ tiền sử. Chúng là động vật ăn tạp và là loài đặc hữu của những khu rừng và đồng bằng Bắc Mỹ châu Âu và châu Á từ cuối kỳ Elken đến thế Mai -ơ xin để sớm cách đây khoảng 21 triệu năm. Chúng là một trong những loài động vật săn mồi hung tợn nhất lịch sử. John theo tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là hàm răng hoàn chỉnh. Lợn châu John là tổ tiên của loài lợn hiện nay. Lợn châu Entelozon đây được đặt tên bởi Richard Lee Decker vào năm 1910. Những loài lợn trâu từ lâu đã được coi là thành viên của phân bộ lợn nhưng người ta đã tìm thấy chúng gần gũi với cá voi và hà mã hơn những con lợn. Bởi vì lợn trâu là một nhóm đã tuyệt chủng chứ không phải giống như giống lợn hiện nay, với các cơ quan cổng cành, nhưng ngắn, đôi chân thon thả, và mõm dài. Lợn trâu là loài động vật cực kỳ hung dữ, có thân hình nửa giống lợn, nửa giống trâu. Tuy cao trên 2 mét, dài hơn 4 mét, nặng hơn 4 tấn nhưng não của loài này chỉ lớn bằng trái cam lợn trâu có đầy đủ bộ răng, bao gồm cả răng nanh lớn, răng cửa nặng nề, và tương đối đơn giản, nhưng mạnh mẽ ở răng hàm. Những tính năng này cho thấy một chế độ ăn uống theo kiểu động vật ăn tạp, tương tự như của lợn hiện đại. Giống như nhiều động vật khác, chúng có móng guốc trẻ, với hai ngón chân chạm đất, còn lại hai là tàn tích. Đặc điểm phân biệt nhất của các loài động vật này không phải là nặng nề mà là cục xương ở hai bên của đầu của chúng mà là tương tự như một con heo rừng một số có thể có điểm gắn được để hỗ trợ cho cơ hàm mạnh mẽ, nhưng một số lớn hơn ở con đực, cho thấy chúng có thể chiến đấu vì bạn tình. Những vết thương trên sọ tìm được trong các hóa thạch cho thấy loài thú này thường xuyên tấn công lẫn nhau để tranh giành địa phận hoặc con cái. Nhìn chung bề ngoài của chúng như con quái vật nửa lợn, nửa trâu cực kỳ hung dữ. Nói về tập tính, lợn trâu sống trong rừng và đồng bằng nơi chúng là những kẻ săn mồi đầu bảng trong kỷ Mioken của Bắc Mỹ và tới kỷ Aligosin. Chúng cũng ăn động vật thối giữa và động vật sống, lợn trâu cũng ăn cây và củ dại. Loài lợn trâu có khả năng săn bắt các động vật lớn, giống như những loài bò F. Oreo do lớn và lạc đà tiền sử, chúng kết liễu con mồi với một vết cắn từ hàm mạnh mẽ. Với bản tính hung dữ và thường đi săn theo đàn, nên chúng vẫn là nỗi khiếp đảm của các loài động vật trên cạn. Một số di tích hóa thạch của các loài động vật khác đã được tìm thấy với những vết cắn của lợn trâu vào chúng. Giống như những con lợn hiện đại, chúng là động vật ăn tạp, ăn cả thịt và thực vật, nhưng sự thích nghi của chúng cho thấy một xu hướng thiên về con mồi sống và thối rữa. Chúng là những kẻ cơ hội có khả năng nhất, chủ yếu ăn động vật sống, nhưng không từ chối xác thối rữa và củ trong thời gian hạn hán. Một số thậm chí còn tích trữ thức ăn, tạo thành đống cho cốt của rất nhiều lạc đà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn